Xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay ở đây sẽ là một video về tiêu điểm nhân vật Thần Nam, sơ lược về nhân vật Thần Nam và tác phẩm Thần Mộ. Lời giới thiệu: tác phẩm Thần Mộ của tác giả Thần Đông là một tuyệt tác, là một truyền kỳ nhiệt huyết oanh liệt của Thần Nam. Vì truy cầu người yêu ở vạn năm trước, manh mối khiến thần ma diệt vong, thế cuộc thiên địa, sinh tử luân hồi tạo ra vô số là truyền thuyết. Thần ma Lân Viên ngoại trừ mai táng người mạnh nhất của nhân loại theo các thời kỳ đỉnh cấp của người tu luyện, còn là mỗi một tòa một phần đều chôn giấu một vị viễn cổ thần ma là nơi yên nghỉ. Kết cục chính là dù là thần, là ma hay là nhân tộc cũng phải bắt tay nhau để chống lại thiên đạo, chính là trời. Sơ lược về thân thế: Thần Chiến là ai? Là nhất đại thiên kiêu lừng lẫy vang dội cổ kim, là tu vi siêu tuyệt, xưng là đệ nhất nhân, người thứ 9 ở thần gia của thiên giới, là một cường giả đứng đầu xưng danh, không ai có thể giết chết hắn. Độc Cô Bại Thiên là ai? Là thái cổ cấm kỵ đại thần, đạo chủ của tiểu lục đạo, người mạnh nhất từ xưa đến nay, một tồn tại mà thiên đạo cũng không dám động vào. Từng nghịch thiên cửu chuyển, sáng chế cửu chuyển thần quyết, hắn chính là người thiết lập thần ma Lân Viên, sau đó cùng Thần Chiến nghịch thiên cải mệnh, đem thần Nam đưa vào trong đó vạn năm. Hắn, thần Nam, là Độc Cô Tiểu Bại chuyển thế, được Thần Chiến cùng Độc Cô Bả Thiên lợi dụng trận pháp nghịch thiên cho mở thần ma Lân Viên, trải qua ngàn vạn năm đội mồ sống dậy, vì sinh tồn và truy cầu tình cảm chân thành mà đạp lên con đường nghịch thiên. Thê tử là Vũ Hinh, là nhân vương chuyển thế vì cứu thần Nam mà chết. Cảnh giới tu luyện là nghịch thiên vương cấp, tu luyện công pháp Hoán Ma Kinh, Võ Điển, Thái Thượng Vung Tình Lục, Thông Thiên Động Địa Ma Công. Tính cách: thần Nam là một người si tình trọng nghĩa, không quan tâm danh lợi, có chút khuyết điểm, nhưng trong huyết mạch Độc Cô gia ngạo khí cùng buông thả của thần gia, nhưng một khi ai động tới tất diệt cho bằng được, là người ăn oán phân minh. Hồng Nhan là thất tuyệt tiên nữ hóa thân, Long Vũ, Mộng Khả Hinh, Nạp Lan Nhược Thủy, Đạm Đại Tuyền, Lý Nhược Lan, Sở Ngọc, Chiến Nữ. Bảo vật của thần Nam bao gồm Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung, Huyền Vũ Giáp, Khốn Thiên Tác, Thạch Cảm Đương, Võ Kỹ, Thần Hư Bộ, Thiên Ma Bát Bộ, Cầm Lâm Thủ, Diệt Thiên Thủ, Khốn Thần Chỉ, Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Chỉ Xích Thiên Nhai, Nghịch Loạn Bát Thức, Vô Tình Đao, Khí Thôn Sơn Hà, Ma Thôn Thiên Địa, Bất Đẩu Phục Ma, Thái Thượng Chu Tiên Thức. Hắn là thần Nam, suy cho cùng cũng chỉ là một người chỉ cầu nhân sinh bình thản, đi nghịch thiên mà tự phế tu vi, trảm hồn 3 lần, quên hết quá khứ vì đại kế nghịch thiên cứu bước sinh linh. Từ tu vi nghịch thiên Độc Cô Tiểu Bại mà sánh ngang với chiến thần là Thần Chiến. Tiện thể nói một chút, truyện có cấu tạo khá logic, không thích hợp cho những người thế hệ sau đọc. Tuy một số đoạn khá khó hiểu nhưng đáng để đọc. Tất cả mọi thứ đều là âm mưu, đều là sắp đặt. Mọi người xung quanh hắn ai cũng không đơn giản, chỉ có mẹ hắn là bình thường. Hắn tuy không phải cáo già nhưng vô cùng liều mạng. Tuy nhiên, trên nghịch thiên cấp là giới hạn mà mọi sinh linh không thể vượt qua. Nhưng thần Nam, hắn có cơ hội, nhưng vì trọng tình cảm, người thân nên hắn không thèm. Đó là lý do chỉ ở nghịch thiên vương cấp, mặc dù max cảnh giới là thiên đạo. Nói chung là đáng xem cho mọi người, cơm bát hoàn hảo, võ kỹ và tạo hình nhân vật. Và đó là sơ lược về thần Nam và tác phẩm Thần Mộ.